deadlift mà sumo deadlift là hai bài tập tệ nhất trong việc tăng cơ. Vì hai cái bài này không hề giúp cho bất kỳ một cái nhóm cơ nào tập hết biên độ nào cả. Nó cũng làm cho cái tỷ lệ kích thích trên cái độ mệt mỏi, thì stimulus to fatigue ratio ấy, nó càng thấp. Okay, mình khuyên các bạn nên đổi sang tập các cái biến thể của Roman deadlift hoặc là stiff leg deadlift nếu như các bạn muốn tăng cơ. Xin chào mọi người nhé. Mình vẫn đồng ý với quan điểm là bài deadlift là một bài tăng cơ kém cho vùng mông và đùi sau. Tuy nhiên, nó sẽ kém hơn so với những bài có tính ổn định cao hơn như là bài Lekker. Còn nếu như so sánh bài deadlift với cả cái bài Roman deadlift thì thực sự khác biệt nó không quá lớn đâu. Tại vì sao? Chúng ta đi vào phân tích từng vấn đề một nhé. Đầu tiên là cái tỷ lệ giữa sự kích thích trên sự mệt mỏi, hay gọi là SFR, có tên viết tắt là stimulus to fatigue ratio, thì đây là cái tỷ lệ giữa cái sự kích thích và sự mệt mỏi. Chúng ta sẽ đi vào sự kích thích trước nhé, và sự kích thích cụ thể đây là bối cảnh tăng cơ. Vậy thì với tăng cơ, chúng ta sẽ muốn bài tập đấy nó tạo ra được cái gì? Một là huy động nhiều sợi cơ tham gia nhất có thể càng tốt. Cái thứ hai là có thể khiến cho mỗi sợi cơ nó tạo ra được một cái lực lớn nhất. Thì cái yếu tố để giúp cho sự kích thích nó tốt thì gồm có hai yếu tố thôi. Một là tập được với cả tạo nặng, hai là chúng ta có thể đạt được cái ngưỡng thất bại một cách dễ dàng và an toàn. Thì đối với cả hai bài deadlift và Roman deadlift thì chúng đều là những bài có thể tập được với mức tạ nặng, và chúng đều có độ khó như nhau, có nghĩa là đạt được cái ngưỡng thất bại nó khá là như nhau, tại vì chúng đều là những bài compound và có cái sự chuyển động nó tương đồng và chuyển động của hình. Rồi cái thứ hai là cái yếu tố về sự mệt mỏi. Yếu tố sự mệt mỏi nó sẽ liên quan đến cái gì? Tập tạ nặng hơn thì chúng ta sẽ nhiều sự mệt mỏi hơn. Tập với cả những cái bài compound, những bài kém ổn định thì chúng ta cũng sẽ tạo ra sự mệt mỏi nhiều hơn. Thế nhìn chung, cái sự kích thích và sự mệt mỏi giữa hai bài deadlift và Roman deadlift nó sẽ khá tương đương nếu như chúng ta tập với cả cùng một cái ngưỡng tạ nó tương đương. Yếu tố thứ hai là tập ở cái vị trí nhóm cơ kéo dài. Ở cả hai bài deadlift và Roman deadlift thì cái vị trí bắt đầu của bài deadlift hay là vị trí cuối cùng khi xuống của bài Roman deadlift, bạn có thể thấy là cái nhóm cơ mông đùi sau nó đều ở vị trí được kéo giãn khá là tốt. Tuy nhiên trên thực tế thì cái bài deadlift nó sẽ có cái vị trí bắt đầu gối nó gập nhiều hơn. Nhưng khi mà các bạn tập deadlift ấy, các bạn nhấc lên gần đến gối thì mọi người có thể thấy là cái góc gập gối hiện tại nó sẽ có xu hướng giảm đi. Có nghĩa là ở cái vị trí ở dưới gối hoặc là ngang gối thì cái bài deadlift hay là Roman deadlift nó sẽ có cái sự gập gối tương đương. Có nghĩa là nhóm cơ đùi sau hay cơ mông nó sẽ giãn ở cái ngưỡng khá tương đương thôi. Thế nên sự khác biệt về cái sự kéo giãn cơ thực sự nó không quá nhiều. Và mình nghĩ cái sự khác biệt rõ nhất ý, nó sẽ là cái cách thực hiện hai bài tập. Ở bài deadlift cái mục tiêu là gì? Nhấc lên và đặt xuống. Thì chúng ta sẽ muốn là cái pha hạ xuống cho bài deadlift nó càng đỡ tốn sức, càng bảo toàn được cái năng lượng của chúng ta càng tốt. Thế nên cái giai đoạn đi xuống cho bài deadlift ý, thường chúng ta sẽ thả nó khá nhanh. Còn cái bài Roman deadlift, cái mục tiêu của nó là gì? Là kiểm soát, đặc biệt là kiểm soát trong giai đoạn eccentric. Nhìn rộng hơn ý, thì bài Roman deadlift chủ đích là gì? Là để kích thích cơ. Còn bài deadlift chủ đích là để nhấc lên được và hạ xuống. Thế thôi. Do đó bạn thấy hai bài này nó khá là tương đồng nhau về cái yếu tố bối cảnh về tăng cơ. Nó chỉ khác nhau ở cái gì? Ở cách thực hiện thôi. Hay là giai đoạn đi xuống chúng ta kiểm soát hay không. Thế nên sự tăng cơ giữa hai bài này mình nghĩ thực sự nó không có quá nhiều khác biệt đâu. Và tập deadlift để làm gì? Chúng ta có phải hay là có nên tập deadlift hay không? Những ai nên tập deadlift thì mình hẹn mọi người ở một cái video khác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.